Bây giờ nhá, ông chỉ cần chứng minh cho cháu một điều này thôi, thì cháu sẽ khẳng định là ông không bao giờ nhát gái. Bây giờ nhá, ông chạy ra đằng kia, ông ôm cổ bà kia một cái, xong rồi ông thơm một cái, ông chạy về đây. Thế là cháu sẽ công nhận ông không bao giờ nhát gái. Mày điên à? Bà lại già như thế, tao lại thơm nào bà được. Ôi trời ơi, lại còn chê thật. Bọn mày cứ ngồi để mà xem nhá, đừng thách tao nhá. Sao bọn mày mất nét thế? Mất nét cái gì không? Tao bọn mày lại chổng mông vào mặt tao thế. Cháu mà không chổng, lấy gì ông chơi? Chơi chơi cái thằng cha mày chứ. Sao mày lại bảo tao chơi móng nha mày? Quên, nhầm, lỗi mồm. Cháu mà không chồng thì chồng cháu lấy gì chồng cháu ăn? Chả nhà mày chứ. Mày mất nết vừa thôi, mày chồng móng vào mặt tao rồi, mày lại bảo thằng chồng mày ăn móng mày. Mày ăn nói bua lao bua lêu. Ông dốt như con bỏ đực ấy. Dốt như dốt thì thằng cha mày chứ. Bỏ đực gì mà bỏ đực. Thế ông chưa nghe cái câu thơ của Hồ Xuân Hương à? Em mà không chổng mông lấy gì anh chơi à? Chổng mông thì lấy gì mà chơi? Làm thì phải chổng mông lên mới làm được chứ. Chứ thẳng đừ thế này chỉ có mà vặt lá ngô thôi. Ông ơi, lại đây cháu bảo. Bảo cái gì mà bảo? Đâu đang làm? Gì mà cáu sớm thế? Chưa gì đã cáu rồi. Đâu không thèm nói chuyện với bọn chúng mày đâu. Bọn cháu cũng biết nói chuyện với ông quá hay là... Đâu chả thèm ngồi với bọn mày. Ngày ngồi bên đấy, tao ngồi bên này. Ông ơi, cháu nghe nói là ông nhát gái lắm à? Ôi giời, chứ sao nữa gớm. Gái dâng lên tận mồm chả biết đằng sơi. Không ngát, nhát gái thì là nhát gì? Sao mày biết? Thì chẳng thế, chẳng ngày xưa ông gái về tận nhà còn chả chịu sơi đấy thôi. Con này siêu thế. Bây giờ vẫn thế. Để sau mà mày tìm nói điêu. Tao không nhát gái đâu. Không nhát gái mà gái sinh về tận nhà mà còn bỏ lỡ cơ hội như thế thì là vứt. Không nhát gái thì là nhát mà. Đấy là tao không thích gái sinh. Trên đời này á, chả có ai mà không thích gái sinh gái đẹp hết. Chỉ có người á dưới 9 tầng địa ngục mò lên thì mới không thích gái sinh thôi. Ma còn thích gái sinh nữa là người. Chẳng qua đây á, ông theo kiểu như là lực bất tòng tâm, kiểu bất lực ấy. Trên nói dưới không nghe. Ông nhìn thấy gái xinh như kiểu mà rùa, con rùa bị gõ mại. Ừ, gõ phát thụt vào, cái cổ thụt vào luôn. Có thấy cái gì nữa đâu. Ông bị dị ứng với gái xinh à. Kiểu thế. Cái dị ứng của ông là trên thế giới này là chỉ có ông là duy nhất thôi. Phải không? Mày thì cứ ngồi để mình nói điêu. Bọn mày bảo tao nhát gái mà, tao tán được một lần ba đứa liền ấy. Ba đứa ấy, nó đến nhà nó chơi, nhà hàng xóm nó chơi thế thôi, không phải đến để thăm dò ông đâu, thám thính ông đâu, gớm. Thanh niên ấy là phải đi chơi, người ta đi chơi nhóm với nhau, đấy là chuyện rất bình thường. Giả dụ mà có một đứa mà nó đến nhà ông nó chơi thì mới gọi là thăm dò ý kiến kiểu như thế. Đằng này ba đứa nó nhồng nhồng nó đến, nó chén hết cây vú sữa rồi nó lại nhảy sang cây xoài nó ăn. Đây là đi chơi để ăn chứ thăm dò gì ông. Thì nó có yêu tao, nó mới đến nhà tao ăn hoa quả đấy chứ. Ôi giời, non phải xanh lắm. Ông biết không, hai đứa cũng xinh đẹp bọn cháu đây này. Thằng nào mà dạy gái nhá, bọn cháu đến nhà nó tán nó nhá, xong rồi yêu nó nhá, xong rồi á ăn hết đồ nhà nó, ăn hết hoa quả ở vườn nhà nó nhá. Thế xong bọn cháu đi về goodbye luôn, không có ngày hẹn, không gặp, ngày lại. Gặp lại đâu. Ông ấy là trong thành phần dạy gái đấy, để cho ba con kia nó đến nó lừa rồi nó ăn hết hoa quả trong vườn này. Chả biết gì này, đứa nào mà nó đi một mình ấy, đến nó bảo anh ơi em yêu anh nhiều lắm lắm thì lúc đấy nó mới yêu thật chứ, còn mà đi một đoàn như thế thì nó lừa đấy, nó không yêu đâu. Bọn mày thì chả biết cái gì cả. Nó không yêu tao mà lại nó lại vào nói chuyện với mẹ như tao à? Ôi trời ơi, ông lại non mà xanh. Mà một đứa, một đứa hay là cả ba đứa? Thì cả ba đứa nó vào nó nói chuyện với mẹ như tao chứ.
Khổ. Nói chuyện kiểu đấy nhá, mẹ nhà ông thấy ông hái quả cho bọn nó ăn thì lại không chửi bọn nó nhá. Nói chuyện thân thiết thế chửi nào được. Thật. Thế nào mà bọn này nó còn khôn hơn mình. Ừ. Mình có còn ngu thế. Được kinh nghiệm. Bọn mày thì ngồi đấy mày nói vơ nói vẩn. Mẹ bạn... nhà tao nha, còn lấy cho một đứa một đùm hoa quả nữa đấy. Giờ ông mới lòi đuôi chuột ra nhá. Giờ mới bắt đầu thể hiện cái sự yếu kém của ông nhá. Mẹ ông đã đút lót như đến thế rồi mà vẫn không được cô nào. Nhát gái đâu mà nhát gái. Tao vẫn ngồi nói chuyện với bọn nó, chứ tao có trốn trong bếp đâu. Ông lại điêu rồi nhá. Cháu nghe bà nhà ông kể là ngày xưa con gái nó đến thằng Mão nó chạy ra đằng sau hồi nó đứng lấp ló đằng sau nó ngó nghiêng cái này này. Bà nhà ông nhá còn kể với bọn cháu nhá là ông thích cô đấy lắm nhưng mà sợ có dám đứng thẳng để nhìn đâu, toàn là trốn bụi chuối là trốn đằng sau nhà xong rồi ngó trộm vào, có dám đứng thẳng thế này để mà nhìn đâu. Rồi là bảo là anh thích em gì đâu. Bảo là ông không nhát gái đúng không? Nhát đâu mà nhát. Thế bây giờ nhá, có một bà kia làm cỏ đầu kia kìa. Đấy, đấy. Ông có nhìn thấy không? Có. Tôi nhìn thấy. Thế bây giờ nhá, ông phải chứng minh cho bọn cháu biết là ông không nhát gái đi. Thì chứng minh thế nào? Đơn giản. Đơn giản không ý. Thế bây giờ, nhá, ông đi lại nhá, rồi xong ông bảo nhá, em ơi, em có yêu anh không? Thế xong rồi chạy về đây. Cha mày chứ, chứ mình điên thế. Điên đâu điên, thì ông phải chứng minh cho bọn cháu đi chứ. Tao mà nói như thế nhá, bà mà yêu tao thật, theo tao về nhà thì, để mà tao mà bà đánh vỡ mồm mà. Ôi dồi ôi, tưởng ông Hổ báo cáo trồn thế nào. Tưởng thế nào chứ. Ăn no lo xa thế. Ngoài ra là lý do to hơn mục đích đấy. Đấy. Ngoan thua. Chả thế à. Nhìn tao đẹp trai như thế này, tao lại bảo thế. Yêu thật thì làm nào. Thì tao có hai bà. Ông đừng có mà ăn dưa bở đi. Nhìn ông thì có ma nó thèm. Thật. Nhìn trông chả có tí cảm xúc này. Người khô không khóc như thế. Thật. Ai mà bày đặt. Sợ hai sợ giờ lại có hai bà. Ông thử lại hỏi xem người ta có nhìn không đã. Đằng này sợ người ta yêu gấp. Người ta ông đi lại người ta tưởng bộ xương khô đi lại người ta còn chạy mất dép đi. Bảo yêu mày tảng. Mày thì mày cứ nói quá. Nhìn tao đẹp trai này. Tán ai tao chả tán được. Đẹp ở chỗ nào? Ông chỉ cháu xem. Thật đấy, ông chỉ cho cháu xem nào. Bọn mày đừng thấy tao nhỏ nhỏ này nha. Cổ duyên lắm đấy. Thế mày chưa nghe cái câu người xấu ấy thì duyên lặn vào trong, còn bao nhiêu người đẹp thì duyên bong ra ngoài. Thế như bọn mình xinh đẹp nhưng duyên nó bong ra hết từ ngoài. Còn như ông mày đấy nhỉ. Còn ông xấu xấu cái duyên nó vào trong người hết rồi. Ô thế tao lại cứ tưởng là ông duyên ở bên trong, tức là ông có một hột. Ôi, thế để đi khập khiễng à? Chịu trượt một hột cái thằng cha mày gì? Suốt ngày chửi. Cái con này nó nói đúng đấy. Nhìn tao chiêu chấu bên ngoài đấy, duyên tao bên trong đầy. Bây giờ nhá, ông bảo lại ra hỏi bà kia là có yêu không thì ông sợ là hai bà đúng không? Thế thì bây giờ ông chỉ cần chứng minh cho cháu một điều này thôi, thì cháu sẽ khẳng định là ông không bao giờ nhát gái, mà ông lại không phải hai bà nhá. Ừ. Luôn luôn êm ấm cửa nhà nhá. Ông khỏi phải lo nhá. Bây giờ nhá, ông chạy ra đằng kia. Ông ôm cổ bà kia một cái, xong rồi ông thơm một cái, ông chạy về đây. Thế là cháu sẽ công nhận ông không bao giờ nhát gái. Mày điên à. Nhưng bà lại già như thế, tao lại thơm nào bà được. Ôi trời ơi, còn chê. Thật. Bà nhà ông ở nhà còn già hơn, còn nhăn nhẹo hơn, nhiều tuổi hơn. Ông vẫn thơm đến đây. Thật. Mà ông vẫn thơm chụt chụt suốt ngày thôi. Ông có chê tí nào đâu. Ở nhà là bà bắt tao hôn đấy. Chứ tao có thích đâu. Thế cháu tưởng ông thích gái già cơ mà. Ông không thích gái xinh cơ mà. Thì đấy là ngày xưa. À, thế là ngày xưa
thì không thích gái xinh, nhưng bây giờ thì mới thích gái xinh đúng không? Đấy, người ta đã bảo rồi mà, trẻ không ăn chơi, già như thế này rồi giờ mới đổ đốn đấy. Mày điên à? Tao đổ đốn lúc nào? Thì chả thích ngày xưa ấy, thích già, bây giờ thích trẻ, chả đổ đốn à? Tao nói thì thôi, tao có thích đâu. Gớm, nhát gái thì nói ra luôn đi là nhát gái đi, còn bảy đẹp. Nhát đâu mà nhát. Không nhát thì ông đi đi, lại đầu kia để chứng minh cho cháu biết là ông không nhát đi. Lại ôm cổ bà ấy thơm một phát, rồi chạy lại đây. Bọn mày đừng khinh tao nha. Thế thì ông đi đi, đi đi, ông mà làm được nhá, thì bọn cháu mới công nhận cho ông là không nhát gái nhá. Bọn mày nha, đừng chém thường tao nha, tao chưa bao giờ nhát gái nhá. Bọn mày ngồi đấy mới xem nhá. Ông đi đi, để đấy bọn ông chui rồi. Ông nha, lại ôm cổ rít một hơi thật sâu nhá. Bọn mày cứ ngồi đấy mới xem nhá, đừng thách tao nhá. Mày đừng thách tao nhá.